Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên, trong năm 2022, cơ quan này đã nhận được hơn 100 thông tin do người dân cung cấp liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng. Trong đó đã tiếp nhận và giải quyết 42 tin báo, tiến hành khởi tố 10 vụ với 5 bị can. Số liệu thống kê cũng cho thấy, trong số 42 tin báo đã giải quyết, có 9 tin các đối tượng giả danh cơ quan nhà nước, 7 tin kêu gọi đầu tư giao dịch vào các sàn thương mại điện tử, 26 tin còn lại kêu gọi cộng tác viên bán hàng, giật đơn, hưởng hoa hồng với số tiền bị chiếm đoạt lên tới trên 6 tỷ đồng. Đáng lo ngại là các vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chiếm gần 45% số tin báo tội phạm trong thời gian vừa qua. Không chỉ với các thủ đoạn tinh vi, khó nhận diện, mà ngay cả những thủ đoạn hết sức đơn giản, nhưng vì mất cảnh giác, nhiều người vẫn bị lừa đảo với số tiền hàng trăm triệu đồng. Đối tượng Đặng Văn Quốc này sinh năm 1994, quê ở Quảng Nam, thì quá trình mà kinh doanh ở trên thành phố Thái Nguyên này thì thua lỗ, nên đã nảy sinh ý định là thông qua cái thương mại điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đã sử dụng mạng xã hội Facebook để nhắn tin cho một cái bị hại, nói với bị hại này là có một cái hai cái tài khoản Bigo, bên trong là có 300.000 kim cương. Thỏa thuận với anh Vũ là bán 300.000 kim cương ở hai cái tài khoản Bigo này với giá là 100 triệu. Nhưng mà sau đó thì Quốc đã không cung cấp được cái số tài khoản này, cái account này cho Vũ. Thế là sau đó là và hạn chế liên lạc với anh Vũ, trốn. Nguy hiểm hơn, gần đây một số thủ đoạn mới, manh động hơn đã được tội phạm công nghệ cao áp dụng triệt để, như mạo danh cán bộ trong các cơ quan tư pháp như công an, viện kiểm sát, tòa án, sử dụng hình ảnh và thông tin của người thân, gọi điện video call cho người dân thông báo họ có liên quan đến các vụ án đang giải quyết và yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản khác do các đối tượng này cung cấp để điều tra. Tuy nhiên, với thủ đoạn tinh vi, biến tướng đã có nhiều trường hợp mất cảnh giác, mắc lừa và bị chiếm đoạt số tiền không nhỏ. Cái hình thức giả danh công an kiểm sát thì bây giờ các đối tượng là manh động và liều lĩnh hơn, trực tiếp gọi điện video có ảnh chân dung của hai bên. Đấy, và cái đối tượng ở đây là trực tiếp là sử dụng trang phục công an nhân dân. Đấy, và có đeo biển tên như thông tin các đối tượng đưa ra với bị hại để bị hại tiếp tục tin tưởng và làm theo yêu cầu của các cái đối tượng. Lấy được hình ảnh của người thân của mình, xong rồi dùng biện pháp, dùng các cái phần mềm để giả là người thân, đưa hình ảnh chèn lên và tạo ra những cái cuộc video call ban đầu thì sẽ tạo được niềm tin của người mà bị tiếp cận là rất lớn, và hành vi này là nguy hiểm. Thì đối tượng đi trực tiếp đến những cái cửa hàng tiện lợi ở trên các địa bàn các tỉnh để trực tiếp vào mua hàng hóa, nhưng sau đó lại làm giả biên lai chuyển tiền ngân hàng. Đấy, để cho những cái người nhân viên bán hàng họ nhẹ dạ cả tin, họ cho cầm hàng hóa về, nhưng sau đó là phát hiện ra là những cái hàng hóa đây là không nhận được. Theo thống kê, hàng năm toàn quốc xảy ra khoảng 2.000 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 4% trong cơ cấu tội phạm hình sự, nhưng loại tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao thường gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Có vụ, số người bị hại lên đến hàng chục ngàn người, hoặc một người bị chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn. Mọi cái hành vi đến tiền, khi mà có bất cứ một cái hành vi gì, với yêu cầu gì mà qua điện thoại này, qua email hay tin nhắn gì mà để bắt người dân là phải thao tác theo, thì đề nghị là hãy nghĩ đấy 9% là lừa đảo. Hãy liên hệ với cơ quan chính quyền, cơ quan công an và liên hệ với người thân của mình để có các thông tin để xác thực lại. Khi các công nghệ mới xuất hiện, đối tượng tấn công mạng lừa đảo sẽ tìm cách để lợi dụng, khai thác, áp dụng nhiều biện pháp tác động tâm lý để lấy lòng tin và dẫn dắt theo kịch bản. Các hình thức lừa đảo trên mạng liên tục biến tướng, tinh vi và ngày càng xảo quyệt hơn. Trong khi đó, nạn nhân thường có tâm lý mất rồi thì thôi, không kịp thời trình báo với cơ quan chức năng, nên khi xảy ra thiệt hại, thường rất ít có khả năng khắc phục được hậu quả. Vì thế, nâng cao cảnh giác, nhận diện và tố giác loại tội phạm này là giải pháp trước mắt để bảo vệ chính mình và người thân, tránh để tiền mất, tật mang.